Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom. Và sau một thời gian khá là dài thì cuối cùng những chiếc vỏ 2 đã có nhà phân phối chính thức tại Việt Nam, mà các bạn hoàn toàn đã có thể mua được sản phẩm gọi là chính hãng chứ thay vì mua sách tay. Và nói về 2 thì đây chính là cái thương hiệu có thể nói là khởi đầu cho cái phong trào vỏ cây bể cá. Và nói không quá thì chiếc 2i60 bên cạnh mình đây thì nó gọi là chiếc vỏ cây bể cá Pro Max VIP Authentic 100%, tại vì nó là con vỏ cây đi đầu trong cái thiết kế bể cá này. Và với cái mức giá 6 triệu 5 thì chắc chắn là các bạn sẽ phải yêu cầu đó chính là một cái chất lượng hoàn thiện nó rất là tốt, một cái trải nghiệm nó đặt nó rất là sướng. Thì về review con vỏ này chắc chắn là trên mạng có khá là nhiều rồi, và mình cũng sẽ không nói về những đấy quá nhiều nữa, và mình chỉ nói về những cái đó chính là cái trải nghiệm của mình khi mà lắp chiếc vỏ 2i60 này, đặc biệt là trong cái buổi livestream vừa rồi mình có livestream. Nói đầu tiên với chất lượng hoàn thiện ấy, thì chiếc vỏ 2i60 này chất lượng hoàn thiện rất là tốt, sờ rất là sướng, rất là rộng rãi, lắp đặt nó dễ dàng, thoáng mát, không có gì để chê cả. 6 triệu rưỡi mà lắp chán thì mình đã không có video này rồi. Nhưng mà khi mình lắp đặt xong, đặc biệt đến cái lúc mà mình lắp cái cảm màn hình vào cái vỏ cây này, nhận ra một điều, đó chính là cái vỏ cây này các bạn không thể nào mà để ngang được cả, mà các bạn bắt buộc phải dựng. Và khi các bạn dựng thì cái bề dày từ khoảng cách từ cả đến cái vỏ kính nó chỉ rơi khoảng tầm là dưới 1 cm, nó có số quá bé đúng không? Nhưng mà với cái lý luận là nó quá bé, các bạn có thể nghĩ là có vài lý do đấy, ví dụ lắp cạc mỏng thì sao, như nào đúng không? Thì mình xét một mức giá, đó chính là giá con cây này, nó là 6 triệu rưỡi. Thì khi mà các bạn đi kèm với nó sẽ là những bộ máy như nào, với công thức khoảng tầm 5-10% giá máy cho cái bộ cây ấy, thì cái vỏ cây này nó sẽ phù hợp với những cái bộ máy nó rơi khoảng tầm từ 60-70 triệu đổ lên. Và trước khi mà các bạn mua máy 30-40 triệu mà các bạn lắp cái vỏ cây này thì có hai lý do: một là các bạn chỉ cần đẹp, các bạn không cần quan tâm đến hiệu năng cấu hình bên trong; còn thứ hai là các bạn bị lùa gà thôi, chứ còn chả là bình thường mà đi build một vỏ cây này với cây tầm 30-40 triệu cả, nó bị quá chênh lệch với tiền đó. Thì các bạn để nâng cấp máy nó thích hợp hơn là đi mua một con vỏ cây như này. Thì bây giờ để cứ mức giá khoảng tầm 60-70 triệu ấy, chúng ta có những cảng gì tầm đấy để nó cân bằng, chắc chắn chúng ta sẽ cần chiếc là 4070T tối thiểu hoặc là 4080. Nên là trong bài test hôm nay mình thử nghiệm đó chính là chiếc 4080 TOF đến từ nhà Asus. Một con chiếc cạc nó có cái độ dài và độ dày nó gần như là mức phổ thông của những chiếc cạc 4080 rồi, với độ dày là 3.5 slot, và độ dài các bạn thấy là chiếm gần hết cái khe này và vẫn còn vị trí để các bạn để dài nữa vẫn được thoải mái. Thì hôm nay mình sẽ thử nghiệm đó chính là cái việc mà chúng ta đóng lớp kính nó quá gần đến quạt như này ảnh hưởng thế nào đến hiệu năng chúng ta. Với cái cấu hình quạt thử nghiệm thì chúng ta có một con quạt đằng sau và hai quạt phía dưới, đây chính là cấu hình mặc định của chiếc 2i60 rồi, mình không thêm không bớt gì cả. Bên trong mình có một chiếc All-in-One 360 của EK lắp ở phía trên này, coi như là gần như một cái bộ tản nhiệt tiêu chuẩn khi các bạn lắp cái vỏ cây này. Thì đầu tiên mình thử nghiệm với cả full mắc, là cái phần mềm vỏ stress cạc nặng nhất ý, thì mình thấy ô nó mát đấy nhỉ. Chúng ta chỉ có 75 nhiệt độ của GPU thôi, và so với mức khi mà mình mở ra mở hết kính là 60 độ thì nó còn nóng hơn 15 độ đấy. Nhưng mà cái mức 75 độ vẫn là cái mức chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được, tại vì nó vẫn là mát mà. Nhưng mà khi so đến 2 điểm nó chính là GPU hotspot thì nó lên đến 88 độ C so với cả 70 độ khi mà mình mở kính ra. Và thực ra 88 độ là nóng rồi, nhưng mà nếu nó nóng nó không tụt xung thì cũng chả ảnh hưởng gì cả. 88 độ vẫn là cái mức gọi là nóng thì nóng thật đấy, nhưng mà không phải đến mức gọi là trên 90-95 này cả. 88 độ chúng ta vẫn có thể chạy được cả một cách bình thường nếu nó không ảnh hưởng đến hiệu năng xung của cả. Nhưng mà cái câu chuyện đấy nó không đơn giản như thế. Khi mình soi xung với mức bài test full mux thì mức xung ghi nhận được khi mình đóng kính chỉ là khoảng 2000 MHz, so với mức xung khi mình mở kính ra là 2400 MHz, tức là chúng ta đã tụt đến 20% số xung của chiếc cạc màn hình 4080 này. Và với những chiếc cạc to như này thì 20% xung là một con số rất là lớn, nó ảnh hưởng rất là căng đến cái phần gọi là hiệu năng của con cạc ảnh hưởng thế nào. Thì mình sẽ thử vào game để xem như thế nào nhé. Rất bất ngờ ở F1-22, kể cả khi mình đóng hay là mở kính, chúng ta có mức FPS chênh nhau 1 FPS. Thì đấy mình nghĩ có vẻ do F1-22 là một tựa game nó khá là nhẹ, nên là cái tựa game nó hoạt động nó không đến cái mức gọi là stress hùng hục như là ở trên full max ấy, nên là chúng ta có một mức nhiệt nó khá là ổn định khi mà mức xung cạc nó cũng có bị tụt đấy, nhưng nó tụt không nhiều và nó không ảnh hưởng đến hiệu năng cho mấy. Nên mình thử một tựa game khác là Cyberpunk 2077, thì lúc này chúng ta có mức FPS chênh nhau khoảng tầm gần 10% đấy các bạn, tức là khoảng tầm từ 100-90 đấy. Thì cái mức đấy là các bạn hoàn toàn nếu để kỹ cũng nhận ra đấy. Và do Cyberpunk 2077 mình chơi ở mức 2K và max setting, nên là chiếc cạc chúng ta bị gọi là bị phát kiệt hiệu năng nhiều hơn so với F1-22. Nên là mình nghĩ là do vậy là cái mức tụt xung chúng ta ảnh hưởng nhiều hơn cho đến gọi là cái hiệu năng của chúng ta chơi game. Vậy thì tổng kết lại với chiếc vỏ 2i60 này, anh em bỏ 6 triệu rưỡi ra và đi kèm với những ông cây khoảng tầm vỏ cả bộ máy khoảng tầm 60-70 triệu ấy, em có cái gì?
em có một con vỏ gọi là chất lượng hoàn thiện và thiết kế cực kỳ tốt. Cái này thì các hãng khác ấy, họ có thể nhái được thiết kế của chiếc 2X60 này. Khá nhiều hãng họ nhái rồi, nhưng mà về chất lượng hoàn thiện thì không thể nào mà họ nhái được. Tại vì khi mà chúng ta muốn nhái về độ dày và chất lượng hoàn thiện, chúng ta phải tăng gọi là tăng chất lượng sản phẩm lên, và vì thế không có mức giá rẻ được như những cái vỏ khác. Nên là chiếc vỏ 2X60 này anh em nếu mà sắm ấy, thì yên tâm, em có một con vỏ là cực kỳ chất lượng, sờ vào là thấy thích rồi, rất là cứng cáp và nó rất là êm ái các thứ mình sờ vào. Và nhưng mà một cái điểm yếu lớn nhất của chiếc 2X60 này và gần như điểm yếu chết người, đó chính là các bạn không thể nào cắn cạc nằm ngang như truyền thống, là các bạn buộc phải dựng dọc cạc vào đây. Và khi các bạn dựng dọc cạc và với gọi là cái tầm giá của những bộ máy như thế, thì chiếc cạc của bạn sẽ bị dí rất sát vào kính. Và vì vậy trong bài test của mình đã chỉ ra là các bạn tốn khoảng tầm là 20% mức xung để các bạn chạy dựng được cạc ở đây. Nhưng mà trong game thì có lẽ cái mức hiệu năng trong game chúng ta bị ảnh hưởng là có, nhưng mà không quá nhiều, và hoàn toàn các bạn có thể tặc lưỡi cho qua được, cũng không vấn đề gì đâu, các bạn gọi là hy sinh độ đẹp ấy. Nhưng mà mình cũng chưa thử, mình cũng chưa có thời gian mình thử với các gọi là các ứng dụng nó cần cả chạy nặng và cả chạy liên tục ấy, thì khi đấy cái mức độ tụt xung chúng ta gọi là bị gọi là rõ ràng hơn. Khi mà với full max mình đã bị tụt đến 20% xung khi mà chúng ta ốp cái kính này vào, đóng hông vào. Nên là mình nghĩ về ứng dụng nặng thì các bạn có lẽ nên kiếm cái phương gọi là cái giải pháp khác cho vỏ cây của bạn cho bạn thôi. Còn nếu các bạn chơi game thì cái vỏ 2X60 này có chất lượng hình về chất lượng cả cây rất là tốt, rất là đẹp, và mức FPS các bạn bị tụt thì có là tụt, nhưng mà các bạn ở mức gọi là chấp nhận được và cũng không quá khó, tức là không thể dễ dàng nhận ra trong game ở đâu, và chơi thì vẫn chơi thoải mái. Và anh em thấy như nào, điểm yếu trước 2X60 này có làm chùn bước khi anh em định mua con vỏ cây này không, hãy cho mình biết trong phần comment nhé. Và đừng quên like và subscribe video của Hacom nhận những cái update về những sản phẩm công nghệ mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.